Chào tất cả các bạn. Dạo gần đây mình có thấy Linh Ka cover một bài hát của chị Hoàng Yến Chibi mà không có xin phép bản quyền. Nhưng dịp này mình cũng xin nói thẳng luôn, nó chỉ là một con hot girl ung thư ở ngoài Hà Nội, chả có tài năng gì cả. Đợi các ca sĩ nổi tiếng ra những bài hát MV mới thì nó ăn cắp cover lại và đăng lên music để nổi tiếng. Nhỏ mà bày đặt ăn theo, bu bám, đu đòi các ca sĩ, làm như mình nổi tiếng lắm mà đi khoe khoang, lưu diễn ở các nơi là anh fan thì ít mà anh ti thì nhiều, đăng bài thì vô toàn thấy bị chửi không mà cứ thích khoe hình, đăng câu like câu share. Mấy bạn mà thấy mình nói đúng á, nhớ like subscribe giùm mình, ủng hộ mình để mình có các MV mới chửi nó tiếp nha.